Xin chào quý vị và các bạn, chúc một ngày tốt lành. Mời quý vị theo dõi tin tức mạng Pi với những nội dung chính sau. Forbes công nhận tiềm năng của Pi Network là một tài sản kỹ thuật số hàng đầu với đợt niêm yết gần đây. Nhóm PiCo thử nghiệm các cặp Pi BTC, Pi ETH, Pi và Pi CNE thúc đẩy tích hợp tiền điện tử trong mạng Pi. Pinnwook sẵn sàng tạo nên làn sóng mới với Open Network, sự hợp tác của cộng đồng sẽ dẫn đến thành công. Pinnwook đang ngày càng nhận được sự chú ý rộng rãi như một tài sản kỹ thuật số hàng đầu, bằng chứng là sự công nhận của nó trong ấn phẩm mới nhất của Forbes. Forbes, một cơ quan có uy tín trong thế giới tài chính, thừa nhận sự phát triển và tiềm năng của Pinnwook trên thị trường tài sản kỹ thuật số toàn cầu. Lời cảm ơn từ Forbes. Trong báo cáo gần đây, Forbes lưu ý rằng PineWook đã nổi lên như một nhân tố quan trọng trong thị trường tài sản kỹ thuật số. Với lượng người dùng tăng đều đặn và những tiến bộ công nghệ sáng tạo, PineWook đã thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư và người quan sát thị trường. Danh sách này nhấn mạnh rằng PineWook không chỉ là một dự án đầy hứa hẹn mà còn sở hữu nền tảng vững chắc để cạnh tranh trong ngành công nghiệp cạnh tranh. Forbes nhấn mạnh mô hình khai thác độc đáo của Pinwork, nơi người dùng có thể khai thác tiền kỹ thuật số mà không cần phần cứng đắt tiền. Khả năng tiếp cận này đã khiến Pinwork trở nên bao gồm nhiều cá nhân bình thường hơn, thúc đẩy đáng kể việc áp dụng và tính bền vững của mạng lưới. Tiềm năng của Pinwork như một tài sản kỹ thuật số hàng đầu. Forbes nhấn mạnh rằng Pinwork không chỉ là một loại tiền điện tử khác, với cách tiếp cận độc đáo đối với việc khai thác và sử dụng công nghệ blockchain. Pinnacle cung cấp một mô hình khác biệt trong hệ sinh thái tiền điện tử. Điều này không chỉ phân biệt Pinnacle với đối thủ cạnh tranh, mà còn cho thấy tiềm năng tăng trưởng đáng kể trong tương lai. Hơn nữa, trọng tâm chiến lược của Pinnacle về bảo mật và phi tập trung cũng được Forbes đánh giá cao. Điều này chứng tỏ Pinnacle không chỉ nghĩ đến tăng trưởng ngắn hạn, mà còn xây dựng nền tảng vững chắc cho sự mở rộng và bền vững lâu dài. Tác động đến ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số. Việc Forbes công nhận là tài sản kỹ thuật số hàng đầu là một cột mốc quan trọng đối với mạng Pi. Điều này khẳng định rằng những nỗ lực của nhóm cốt lõi và cộng đồng mạng Pi đã mang lại những kết quả đáng kể. Bằng cách tiếp tục phát triển hệ sinh thái và tăng cường sự chấp nhận của người dùng, có tiềm năng tiếp tục phát triển và đạt được thành công trên thị trường tài sản kỹ thuật số toàn cầu. Sự thành công của mạng Pi trong việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với các công ty công nghệ hàng đầu cũng được nêu bật trong báo cáo của Forbes. Điều này không chỉ nâng cao khả năng hiển thị của mạng Pi trên thị trường toàn cầu, mà còn củng cố vị thế dẫn đầu trong đổi mới công nghệ blockchain. Việc Forbes công nhận là tài sản kỹ thuật số hàng đầu là một cột mốc quan trọng đối với Pinnacle. Điều này khẳng định rằng những nỗ lực của nhóm cốt lõi và cộng đồng Pinnacle đã mang lại những kết quả đáng kể bằng cách tiếp tục phát triển hệ sinh thái và tăng cường sự chấp nhận của người dùng. Pinnacle có tiềm năng tiếp tục phát triển và đạt được thành công trên thị trường tài sản kỹ thuật số toàn cầu. Những phát triển tiềm năng trong tương lai Nhìn về tương lai, Pinwork đặt mục tiêu củng cố hệ sinh thái của mình hơn nữa bằng cách tăng cường sự tham gia của người dùng và mở rộng tiện ích của mình. Cách tiếp cận độc đáo của nền tảng đối với khai thác và quản trị cộng đồng giúp nó trở nên khác biệt trong bối cảnh tiền điện tử cạnh tranh. Khi mạng Pi tiếp tục đổi mới và hợp tác tiềm năng của nó trong việc định nghĩa lại tài chính kỹ thuật số và các ứng dụng phi tập trung vẫn đầy hứa hẹn. Nhóm Pico thử nghiệm các cặp Pi BTC Pi ETH, P đô la và P CNE thúc đẩy tích hợp tiền điện tử trong mạng Pi. Nhóm Pico đã thực hiện những bước tiến đáng kể bằng cách thử nghiệm các cặp tiền điện tử lớn như P Bitcoin, P Ethereum, P USD và P CNE và một số đồng tiền khác. Động thái này không chỉ nhằm mục đích mở rộng chức năng của Pinigook mà còn củng cố vị thế của nó trong hệ sinh thái blockchain toàn cầu, như một nền tảng tạo điều kiện cho việc chuyển đổi và giao dịch liền mạch giữa các loại tiền điện tử. Kiểm tra các cặp tiền điện tử lớn, các thử nghiệm diễn ra của Pico team bao gồm một số cặp tiền tử quan trọng trong nền kinh tế kỹ thuật số ngày nay như các cặp Pi và Bitcoin, Pi và Ethereum, đánh dấu giai đoạn đầu trong việc đánh giá sự tích hợp kỹ thuật giữa Pinwork và hai trong số các loại tiền tử hàng đầu thế giới. Ngoài ra, việc thử nghiệm PGUSD và PCNE và các cặp tiền khác tập trung vào việc hiểu cách Pinwork có thể tạo điều kiện cho giao dịch toàn cầu hiệu quả và đáng tin cậy hơn. Lợi ích của tích hợp mới Với những tích hợp cặp tiền điện tử mới này, Pinwork sẽ trở nên phù hợp hơn trong các kịch bản thương mại quốc tế và là một kênh đầu tư kỹ thuật số thay thế. Người dùng Pinwork sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ khả năng trao đổi Pi để lấy các loại tiền điện tử ổn định hơn hoặc đầu tư vào thị trường tiền điện tử toàn cầu rộng lớn tác động đến tính thanh khoản và việc áp dụng mạng Pi. Sáng kiến này cũng được kỳ vọng sẽ tăng cường tính thanh khoản cho Pi Network trên thị trường tiền điện tử toàn cầu bằng cách tạo điều kiện dễ dàng hơn để truy cập và chuyển đổi giữa các loại tiền điện tử lớn. Pi Network không chỉ cung cấp tính linh hoạt cao hơn cho người dùng mà còn mở rộng cơ sở người dùng tiềm năng trên toàn thế giới. Với sự áp dụng rộng rãi hơn, Pi Network có thể củng cố vị thế của mình như một nền tảng đáng tin cậy trong nền kinh tế kỹ thuật số trong tương lai. Bước tiếp theo, sau khi hoàn tất, hoàn thành thử nghiệm và đánh giá, nhóm Pico có kế hoạch triển khai dần dần các tích hợp cặp tiền điện tử này cho cộng đồng. Các bước này sẽ đi kèm với các hướng dẫn rõ ràng và toàn diện cho người dùng về cách sử dụng các tính năng mới này một cách an toàn và hiệu quả. Hơn nữa, nhóm sẽ tiếp tục theo dõi phản hồi của cộng đồng để đảm bảo các tích hợp này sẽ mang lại giá trị tối đa cho tất cả người dùng Pinnigwork. Tầm nhìn phía trước của mạng Pi bằng cách thực hiện các bước này, Pi không chỉ hướng đến mục tiêu tạo ra một hệ sinh thái toàn diện hơn mà còn thúc đẩy sự phát triển công nghệ blockchain toàn cầu. Tầm nhìn của mạng Pi là liên tục mở rộng các ứng dụng tiềm năng của Pi trong nền kinh tế kỹ thuật số toàn cầu, cải thiện chất lượng dịch vụ cho người dùng và mở đường cho những đổi mới hơn nữa trong công nghệ fintech và blockchain. Việc thử nghiệm các cặp Pi BTC PETH và PUSD, PCNE và nhiều cặp tiền khác của Picotim đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của mạng Pi thành một nền tảng blockchain hàng đầu. Bằng cách giới thiệu các tích hợp rộng hơn và có lợi hơn cho người dùng, Pi củng cố vị thế của mình như một đơn vị dẫn đầu trong cuộc cách mạng công nghệ tài chính toàn cầu. Network sẵn sàng tạo nên làn sóng mới với Open Network. Sự hợp tác của cộng đồng sẽ dẫn đến thành công. Bang Pi tiếp tục chứng minh sự tiến bộ đáng kể trên hành trình hướng tới việc ra mắt Open Network. Như đã nêu chi tiết trong các điều kiện của Open Network vào cuối năm 2024, con đường này phụ thuộc vào nỗ lực chung của toàn bộ cộng đồng Pi, bao gồm Pico Team, các nhà phát triển cộng đồng và tất cả những người tiên phong. Nhờ những đóng góp và sáng kiến đáng kinh ngạc từ cộng đồng, chúng tôi đã đạt được những bước tiến đáng kể và đang trên đường tạo ra tác động toàn cầu với Open Network của mình. Điều kiện mạng mở trong quý 3 2024. Vào cuối năm 2024, Periwook đã đặt ra các điều kiện để ra mắt một mạng lưới mở bao gồm các khía cạnh quan trọng như phi tập trung, bảo mật và độ tin cậy. Để đạt được điều này, cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa nhóm PICO, các nhà phát triển cộng đồng và người tiên phong, để đảm bảo mạng lưới đã sẵn sàng cho một lần ra mắt thành công. Mỗi thành phần của cộng đồng Pi đều đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. Đạt đến đỉnh cao là những tiến bộ đáng kể đạt được cùng nhau. Đóng góp của nhóm P-Core nhóm pico đã làm việc không biết mệt mỏi để phát triển cơ sở hạ tầng cần thiết hỗ trợ open network họ đã đảm bảo rằng công nghệ được sử dụng an toàn có thể mở rộng và hiệu quả thông qua nhiều thử nghiệm và cập nhật khác nhau nhóm pico đã chứng minh cam kết của họ trong việc thực hiện hóa tầm nhìn của mạng pi là phi tập trung và toàn diện công sức của họ tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển và tính bền vững của mạng lưới đổi mới từ các nhà phát triển cộng đồng. Các nhà phát triển cộng đồng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy mạng Pi. Họ đã tạo ra các ứng dụng và giải pháp sáng tạo làm phong phú thêm hệ sinh thái Pi và mở rộng danh giới của công nghệ hiện có. Những đổi mới này đã đẩy nhanh quá trình phát triển và đảm bảo rằng Open Network của Pi Network sẽ là một nền tảng mạnh mẽ và đa chức năng. Các nhà phát triển cộng đồng tiếp tục mang đến những ý tưởng mới mẻ và các giải pháp thực tế hỗ trợ tầm nhìn bao quát của mạng pi vai trò quan trọng của những người tiên phong quan trọng không kém pioneer đã thể hiện sự ủng hộ tích cực to lớn trong mọi giai đoạn phát triển của mạng pi bằng cách tham gia thử nghiệm cung cấp phản hồi và phổ biến thông tin về pinwork những người tiên phong đã giúp xây dựng một cộng đồng vững mạnh và hiểu biết sự tham gia tích cực này không chỉ thúc đẩy quá trình phát triển mà còn đảm bảo rằng Pinwork vẫn lấy cộng đồng làm trọng tâm. Những đóng góp của họ là bằng chứng hữu hình cho thấy sức mạnh của cộng đồng có thể thúc đẩy sự thay đổi đáng kể. Nhờ sự chăm chỉ và công hiến của tất cả các thành viên cộng đồng, mạng Pi đã đạt được một cột mốc quan trọng trên hành trình hướng tới Open Network. Từ những cải tiến về cơ sở hạ tầng kỹ thuật đến việc mở rộng cơ sở người dùng, mỗi bước đều đưa chúng tôi đến gần hơn với mục tiêu cuối cùng của mình. Chúng tôi đã thấy những cải thiện về tốc độ di chuyển Menet tối ưu hóa Menet checklist và nhiều bản cập nhật khác cho thấy sự tiến bộ đáng kể. Tất cả những điều này chứng minh rằng Pitwork đang đi đúng hướng để thực hiện hóa tầm nhìn của mình. Mạng Pi đang trên đường ra mắt Open Network vào năm 2024. Nhờ vào sự đóng góp chung của toàn bộ cộng đồng thông qua sự hợp tác chặt chẽ giữa Pico Team, các nhà phát triển cộng đồng và tất cả những người tiên phong. Chúng tôi đã đạt được những tiến bộ đáng kể, chúng tôi đang sẵn sàng thực hiện hóa tầm nhìn của mạng Pi như một mạng lưới phi tập trung an toàn và toàn diện. Tương lai của Pi Network có vẻ đầy hứa hẹn và cùng nhau chúng ta sẽ tạo tác động toàn cầu với Open Network trong năm nay.